bằng chai đó, thôi chai ra, mà chỉ người con cháu mấy người lớn tuổi đó kêu ra quỳ lại hết, rồi thì xin lỗi, người ta bị bà đời là tao dám nó sáng hối nó xin lỗi và lấy cái lưỡi rà cắt gan gan tay rà hết, chưa hết, tới ông chồng không chịu cho lắm. Thì cái ông bạn đó, ông đấy anh hai, tôi thách anh hai, bây giờ tôi lấy cái vỏ phân puree của Liso hồi xưa đấy, vỏ phân của Liso lúc là 70-80 tôi đi cải tạo về đấy. Thì vỏ phân của Liso đó, của Urana đó, nó dày lắm, nó lấy đầu ở dưới chân trồng vô hai cái, trên đầu trồng vô hai cái, dày những xì nữa, bị dành nữa, xì nữa. Mình thấy dễ để cái cảm thức mình, mà cái gì thấy xì như là gì, cảm thức đó đi đâu, xăng, xăng thì đi đâu, xuống địa ngục. Vậy cho nên người thân của mình là chết đấy, cái gì thấy lợi tới là muốn bó tay chân, cái đó rất là dễ, cứ đừng sợ, chỉ cần rượu với nước nóng á, ấm bó lại thì tới. Nhưng mà trước khi là khởi với niệm, ở đây liên đệ mình nói với nhau mình mới biết, còn thần thức của những chị đó là chỉ cần tư tưởng nổi lên họ biết. Mẹ ơi, chị ơi, cha ơi, ba con thì đi bóp lại bóp tim cho nhẹ trong ba ngày để cơ chút xíu khác là thì cái đó nó không có gặp. Còn mình tự nhiên mà lại làm đau thì lúc đó họ gặp. Là tại sao? Trong duyên thức học có nói là nhiếp nhất thiết đồng thời xã, khứ hậu tương lai tác, hiểu không? Nhất thiết là mắt tai mũi thở ý không còn biết nữa, nhất thiết xã là không còn biết nữa, nhưng mà khứ hậu, khứ là đi hậu sau cùng, các a lệ giới thức của mình đó, nó đi sau cùng, đau nó biết nhưng mà nó nói được, nó tiên lai tác cho tiên là đến đây là trước người người nam nữ gần nhau thì cái thần thức này nhập vô thì nó làm chủ ông, nó làm chủ của cái thần thức là cái đứa nhỏ sanh ra sao này, cho nên cái a lệ thức đi cuối cùng là nó phải làm nặng tay là nó giận, mà giận lên thì đâu lửa và lửa rớt vô địa ngục, thật là mình nhớ cái điều này. Và kế đó nữa là mình thương người thân rồi đó, khi lớn tuổi rồi nó nói mẹ ba hãy để cái will này, hãy để cái di chúc lại để chừng nữa là gây khổ cho khổ, đúng không? Có không khổ thì khổ, mà có khổ nhiều càng khổ hơn. Mình phải biết cái này chết hết sợ không, mình cái này nè giúp cho người thân mình này và phải để di chúc sẵn. Rồi cái quan trọng là chết thiêu hay chôn, theo gì vậy? Ông bà người thân mình thiêu hay chôn? Thiêu là tốt chứ, Đức Phật cũng thiêu, chư tổ cũng thiêu, những vị chứng quả thì thiêu hết. Là tại sao thiêu? Thời gian có nhiều, giờ mình nói tới 12 nữa ha, còn có 15 phút nữa. Để cái gì thấy nè, một hôm ngày một Quỳnh Liên là cái tụng kinh Vô Lai có giúp đó, một Quỳnh Liên đó nghe kinh Phật thuyết 7 ngày minh tâm kiến tánh Như Lai trọn lành, nghe Đức Phật thuyết pháp là 7 ngày sau ngày cũng liên chứng quả rồi. Một hôm ngày còn thiền giữa ở cái tòa mã thì sáng nhiều ngày trước bạch Đức Thế Tôn, đêm hôm này con ngồi thiền tại tòa mã con thấy gần 20 chúng sanh, đầu thì to, bụng thì lớn, thì cổ thì nhỏ, cầm tay nó đánh vô cái mã, không biết chúng sanh là gì. Thì Đức Phật đây này mất la ná là một kỳ liên ấy. Như Lai thấy từ lâu nhưng mà trong tăng đoàn chưa ai chứng thiên nhãn cho nên Như Lai không có nói ra. Đó là những chúng sanh ngạ quỷ, nói bạch Đức Thế Tôn, ngạ quỷ sao cấm đánh đi lấy cây tập cái mã như vậy đấy. Cái mã đó là gì? Cái thân chôn đó, nó lấy cây nó đánh cái mã, nó đánh cái thân nó để trả thù. Nó giải trả thù gì? Nên khi xưa nó nghĩ là nó dùng quyền lực, nó lấy dùng đất người ta, nó lấy tiền bạc người ta để cung phục cái thân của nó. Bây giờ nó chết thì nó làm ác nghiệp cho nên cái thần thức nó bị hành hạ, chứ ngưng thành hình hạ, thần thức nó bị ngưng lúc nào là nó quát thằng cái thân, nó lấy cái cây để nó đánh cái thân để trả thù. Cái gì thấy đó. Và bây giờ chúng tôi nói hiện tại là thí dụ giờ mình có hai cái nhà, cho chị mình mượn ở một cái, cho cha mẹ mình ở một cái, lâu lâu năm ba tháng có lại coi có hư không, có coi không? Rồi nếu mà hai cái nhà đó mình bán không, mình có lại coi có hư không? Bán dụ cho thiêu và mình chôn dụ cho chôn à, mình tới luôn mà cái chỗ đó thành ra nên thiêu đi thì được nhẹ nhàng, đúng chưa? Là huynh đệ mình thấy, huynh đệ thấy đạo Phật là đạo tự giác, giác tha, tự lợi lại tha, tự độ độ tha chẳng như vậy. Ví dụ nhớ cái này để được dẫn người thân mình, hay hơn hết là còn nhiều lắm nhưng cái tích còn nhiều chúng tôi không thời gian, nên hay hết là nên khuyên người thân mình
thiêu đừng có tôi. Nhưng mà nói như vậy đó, con tuyển nó cứ yên thôi. Tôi đi qua năm 2002 tháng 10 thì tới tháng 4 2003 bà già tôi mất. Và trước khi tôi đi đó là bà 85 tuổi, thì 3 năm sau bà 86 tuổi tôi mới bà. Trong kinh Phật dạy như vậy đó, chết cũng thiêu. Và năm 2005 Phật tuyển tôi nói biết mà chịu. Khi tôi đi rồi tới mỗi tháng 2, tháng giêng 2 Phật tôi nói hơi thôi. Thì người dì thứ 6 lại nói: "Ê, chế được nghe lời thằng bác, tôi tên Phúc Quân, tôi tên bác. Thiêu nóng dữ lắm. Em thấy ở trong thi tôn sẽ bóng á, ở miền núi đó. Thiêu, viên thiêu, họ ngồi dậy nóng dữ lắm. Và bị cái gân nó phản xạ trong lực nó giật. Thành ra phải lấy cây sắt mà đè xuống. Bởi vì họ không, họ thiêu ở cái vùng người miên, họ không có cái lọ. Là nó cắt củi ra thiêu đó. Thầy ngồi, bà già bà nghe bà đó, dặn lại mấy cô, mấy em tôi là: "Tao chết gì nữa, mày chôn được nghe thằng thầy chùa đó." Kêu tôi bằng thầy chùa mà phải làm Phật chứ ta làm ai chứ mình đó. Đừng nghe là thằng thầy chùa đó kêu tao nóng lắm, tao bức néo tụi mày à. Thầy nói vậy rốt cuộc rồi. Tới chiều mày qua tới tháng 4 âm lịch á, mất rồi gọi qua thì hỏi tôi nó chờ ở vú nói vậy thì phải làm theo là người chứ không thể nào tránh được. Nên mình phải lấy giáo lý của Phật mà mình khuyên. Mình thấy người đời ta không biết. Giờ cái gì thấy nè, mình áo mình cũ dơ rách dùng đố mình nóng không, nó có nóng đâu. Người mình cái thân này cứ đại như cái áo cũ thôi, thì cái người mặc áo là cái thật thức tính giác mình đâu có nóng đâu. Mà tại vì không hiểu thành ra như vậy. Rồi bây giờ khi mà mình thấy là cái người thân mình á còn là sức khỏe đàng hoàng mà thấy nó, ủa sao tao thấy ông ngoại bay về mất tao lại, là trước đó thấy gì biết không? Mà nhưng mà thấy cái người mà người chết ấy, thì người thân của mình sắp chết rồi, tần số du thấp là thân sắp chết rồi. Đây là kinh nghiệm. Bà cố tôi nói nè, có hai cái người mặc áo đỏ nó ngồi trên bồn nó nhìn tao lại. Và lúc đó mình đâu biết được cố hay có đâu, cố hay không có đâu. Nhưng lúc mà trong chồng có thằng nói sao mà mất ông già tôi chịu đó, thằng áo đỏ thằng áo xanh nó đứng nó nhìn tao, thì tôi biết là có kinh nghiệm rồi. Thì trong chồng chưa tới tháng đó, ta phải tầm số xuống thấp đó, mà phải thấy người thân mình đó, tức là người thân mình, cái người mà thấy đó thì sắp chết rồi. Mà nếu thấy người mất đó, mà thấy người thì sao mà sanh về coi người. Còn nói sao mà ta ngủ tao thấy tao đi trong rừng ngoài cây có quá nhiều thì chết hay gì đâu, thú thai xuất sanh. Còn thấy mà tao thấy lửa trời ơi, ngủ tao nằm tao thấy lửa gì quá thì chết gì đâu, điều một cái gì thấy đó. Còn nếu mà ngủ thôi tao thấy sao mà ban đêm tao thấy tao bay và nhổ cung điện cao lớn đẹp quá bay ơi, sao vậy đâu, chư thiên giỏi gì hết. Đây trong kinh Phật dạy rõ ràng lắm, tại mình phải biết mấy cái này để mình biết. Mình biết ví dụ thấy lửa nhiều thì làm sao, địa ngục nó không cố định, mình hồi hướng cái phước thì mình hồi hướng là khuyên người thân của mình Phật chuyển cái quả báo từ địa ngục chuyển qua các phải là khác, phải không? Rồi nếu mà thấy trời ơi nè con, sao mà má ngủ mấy bữa nay thấy má lọt xuống cái giếng nó có khù luôn, chết như vậy đâu, ngạ quỷ đó, thì phải ngay lúc này kinh ấn tâm bố thí chim đá làm thiện đó, như vậy đó. Rồi bây giờ cái này nó quan trọng để nói cho các vị, thời gian không có nhiều, tôi còn nhiều lắm nhưng thời gian không có nhiều. Bây giờ cái quan trọng này, khi mà người thân mình ở đây trong kinh Phật dạy, mỗi một chúng sanh rời khỏi thế giới ta bà này, mười phương Như Lai đều phóng một quan để mà rước về, không ngày không người nào không có. Nhưng mà vì cái nghiệp lực của chúng ta, các vị thấy nè, là bây giờ tôi nói tại đây nè, người nào có vợ rồi mà quen cô bạn gái girlfriend mà còn trẻ, dẫn đi uống nước thì người nào thì dẫn vô quán đèn sáng, quán đèn mờ, ngu sao vô quán đèn sáng này cho bà xã bà thấy, người thân bà thấy, em út bà thấy, phải không? Vô nghiệp lực. Giờ chúng tôi chỉ vô ở Oklahoma mà chừng đưa về, nếu ra phi trường đó có mấy cái máy bay nó đấy nè, cho về New York này đi free đi không, về bởi đâu có ai đâu,
cũng vậy nữa. Thành ra khi mà cái người gần chết ấy, luôn luôn hào quang trên mặt từ 1.000 tới 7.000 phóng tới để mà rước mình. Nhưng mà vì nghiệp lực mình, chúng ta không dám đi vào ánh sáng tốt cho cái nghiệp lực. Do đó thứ nhất là trong lục đạo luân hồi là 6 đường còn sanh tử đó. Thứ nhất là thấy, nếu mình tu mà tu định giới, tu mà nguyện cầu về cõi Phật thì về cực lạc, mà thấy ánh sáng màu trắng mà đẹp sặc sỡ mà phóng tới, mình ẩn vào hào quang nó đi thì sanh gì đâu? Chư thiên. Và bình thường mình tu hành nguyện cầu giảng sanh mà có những người đẹp tới, và đẹp người tới mà có chiên trắng được kia, có kiểu tới nước mình đi mà có những cái là người đẹp rất là tướng đẹp, có nam có nữ tới thì đó là quả cực lạc hướng về, đúng không? Không già mà có người nữ là quả cực lạc chư thiên, nhớ không? Để có người nữ là tiên nữ chư thiên tới nước, không đi về, không về ánh sáng đó. Và có những người cũng tới, nhưng mà cũng có người đẹp tốt tướng tới, nhưng có chim chóc là tới thì rước đi nhau. Trời ơi, đó cực lạc thiệt đó. Ca lên thời gian còn anh chi biểu phải biết cái này, đó là thần lực chư Phật đây chỉ là này hiện ra thẳng vô học an đó mà đi, biết không? Không, à, đây nè, có người tướng tốt và có người nữ là có chư thiên không vào. Còn người tốt mà có nhạc, có trống, có hào quang tới mà có chim chóc tới đó, đó là của quả Di Đà chim chóc đó. Nghe cái gì cộng lại chi biểu là gì? Cộng là cùng mạng, là một cái thân mình, một thân nhưng mà hai đầu, rồi cũng chim mà hai đầu, là cộng lại chi biểu nó hót nè đó. Ca Lăng Thần Già cái trong kinh nói là con chim này mà nó hót, con thú bút cho nghe cái nó quay quần, nó chạy hết được, nên là hót, nó vui mừng, nó nhảy nhót. Giống như người mà nhiều đờn, ai mà nghe trống là đờn rồi cái nhảy nhiều cái giống như vậy này cũng vậy. Cho nên cái thứ nhất là ánh sáng trắng là của chư thiên, à, là nhất định không vào nếu mình tu nguyện sanh về cực lạc. Thứ hai, ánh sáng màu xanh mờ, là màu xanh bên ngoài xanh lá cây đó, là ánh sáng này của nồ. Ánh sáng này màu xanh này là xanh này xanh lá cây là của Atula quỷ thần không vào, biết không? Ánh sáng màu vàng nhạt là mới là một của người đó. Nhớ cái này, các chị ghi cái này để nhớ đi dặn cho người thân mình. Ánh sáng màu trắng, ánh sáng màu trắng đẹp đẽ ở chư thiên. Ánh sáng màu xanh lá cây là của Atula là không vào, là của quỷ thần. Ánh sáng màu vàng nhạt là có người không vào, là tại sao? Còn xanh vàng mình chứ không vào. Ánh sáng thứ kế đó là ánh sáng màu xanh lục, xanh rực rỡ đó, xanh mờ lục là của súc sanh. Và ánh sáng màu đỏ nhạt là của ai? Ngạ quỷ. Ánh sáng màu đỏ nhạt quỷ. Và thứ ba là ánh sáng màu xám khói, tức là màu khói của dầu nó cháy, cây thông nó cháy lên đó, ánh khói mà xám như lông vũ á. Ánh sáng đó là không vào, ánh sáng ở đâu? Duy nhất chỉ có một ánh sáng mà rực rỡ màu vàng, hiên vàng 24, sáng rực rỡ chói mắt, ngay có niệm nam mô gì mà ẩn vào sáng đó, nguyện con sanh về quả cực lạc thì sẽ được đi. Để nhớ không? Tóm lại cái điều này là rất là quan trọng. Chết thêm gì đâu, đáng sợ không? Mình cứ không biết là đáng sợ mà biết là không sợ, đúng chưa? Phải tĩnh tâm. Lúc mà thần thức người xả bỏ bóng thân đó, giống như chiếc máy bay trực thăng mà nó bay rồi gặp sương mù không biết chỗ nào núi non không biết, thì nhờ cái đài chuyển lưu người ta mà hướng dẫn cho mình bay qua cái đây bao nhiêu lưới giác, vươn lên độ cao bao nhiêu lưới giác, thì cũng vậy, thần thức lúc đó hoang mang thì mình con giáo đừng khóc, niệm Phật để cho chi, để thần thức người ta nói nhắc cái màu vàng, những cái màu này 6 màu của lục đạo luân hồi và cái màu hoàng kim, màu vàng rồng của 10 phương chư Phật phóng tới, niệm Phật phải cầu xin cho cái cực lạc ẩn nhận đó. Chó mắt thì chó, cứ niệm Phật ẩn nhận là điều gì trong kinh Phật giải rất rõ ràng. Nếu mình không biết cái này sẽ người thân mình sẽ khổ, đúng không? Thành ra quý vị nghe cái chính thân mình cũng tâm niệm con nguyện sanh về quả cực lạc, bản sáng màu vàng rồng mà sặc sỡ đừng sợ ẩn nhận để đi đó, thì điều này là. Và quý vị thấy tại đây cái nghiệp nó không cố định, cái quan trọng là cái người mà làm ác suốt đời gần đây chết mà biết niệm Phật có tìm thích hướng dẫn chỉ dạy
bò ở trong đó, làm tới chết thì bò nó cũng trong nó cũng là do cái nghiệp, do cái thần thức của xuống thấp, thành ra thấy bò đâu mà tới nó cùng thì đau quá, mới nói người con lên trước sư phụ xuống, sư phụ cứu con, có cách nào cứu con? Thì vị hòa thượng này có huệ, mới nói ông suốt đời ông làm ác, ông không có niệm Phật, giờ niệm Phật cầu nguyện xin chư Phật hào quang xuống phóng tới, và ông thành tâm ông niệm Phật nhất tâm từ 1 tới 10 tiếng thì chư Phật sẽ trước. Ông mới kêu ngài sư phụ, nó kêu thắp nhang đi, rồi ấy thì trong nhà đốt đèn, thì trong nhà đâu có nhang, đâu có biết là Phật là gì đâu. Thành này kêu con dâu đi lại cái quán làm nó đi mua nhang, thì lúc chờ lâu quá ông lấy tay đưa vô ba cái tay là ba cái nhang cái đốt, và thành tâm niệm Phật, niệm Phật niệm tới người con dâu vừa về tới cửa thì ông đốt mà ông chiếc thẳng tới ông không biết nóng á, thì ông nói nam mô niệm Phật, thưa sư phụ con gặp tay của tam thánh đức Phật A Di Đà vừa quan tham để thế chí nó dưới con nam mô rồi cầu nó tịch mùi thơm khắp nhà lòng thầm lúc đó. Dù cái ác thì như vậy đó, cái người này say sang sang về đâu, về cực lạc, và ở trong chính phẩm qua sen ở phẩm thứ mấy, phẩm chót là hạ phẩm hạ sanh người ác. Nhưng mà tới coi như 12 điều kiếp mới được thấy Đức Phật, còn mình đây mà ráng tu thì qua nở thấy Phật liền, thì đó là thường học thường sanh nghe. Thôi giờ các vị thấy tóm lại nói người thân mình nhớ sáu cái luồng ánh sáng của luân hồi lục đạo là: thứ nhất là màu trắng đẹp, thứ hai là màu xanh lá cây là Atula, thứ ba là vàng nhạt của người, thứ tư là màu xanh lục là của súc sanh, thứ năm là màu đỏ mờ, ánh sáng màu đỏ mờ của ngạ quỷ, và thứ sáu là màu xám khói là địa ngục, không là chỉ duy nhất là màu vàng rồng, ánh sáng màu sặc sỡ chó mắt, niệm Phật cảm nhận được nguyện sanh thì gọi là nghe. Bây giờ thần pháp tới đây. Báo cáo này đến tất cả chư thiên, chư hộ pháp, hộ giới, hộ giáo xung quanh chùa Thượng Liên Hoa Đạo Tràng, và hướng cái phước sanh này có báo này đến tâm của sư cô và sư cô nha căn, và hướng đến tất cả những người đời Phật tử mặt hôm nay cũng như Phật tử với chùa Tự Viên Quan Đạo Tràng, nguyện cho phước báo này đến ra sanh đồ mẫu thất thế phụ mẫu phù hưởng thủ quyền thất tổ với quy mình đệ, nhờ phước báo phát sanh này nghe pháp và sớm niệm Phật sanh về cõi lành của Phật. Dù đã quá bản rồi, nhưng mà trong kinh Phật dạy là dù tiên phàm ma quỷ súc sanh, nếu chúng tâm tín nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi cực lạc, thì điều đó là tiên là phàm là ma quỷ và niệm Phật cũng được sạch hết, chẳng phải có người không. Thôi giờ chúng ta xem niệm Phật khẩu hướng nha. Nguyện đem công đức hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật tử. Đừng mong ai cho mình nụ cười, đừng quên đi phút giây hiện tại. Đừng mong ai cho mình hạnh phúc, ta quay về nương tựa trong ta. Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn, đời đau thương ta quyết tâm thề nguyện, đường tu tâm sẽ là đất mới, thăm tranh niệm đen
về nơi nơi. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại. Vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bằng nhiệm cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắp chánh niệm đem nguồn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình no ấm. Vì tình nào thân thương hơn tình ta. Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lạng, tình anh em sẽ là xương sống, thắm chánh niệm xây nhà của ta. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại. Vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bằng nhiệm cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắm chánh niệm đem nguồn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình no ấm. Vì tình nào thân thương hơn tình ta. Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lạng, tình anh em sẽ là xương sống, thắm chánh niệm xây nhà của ta.